Vâng xin chào quý vị và các bạn và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với nhau ở loạt trận tiếp thứ hai của giải tiếp Blood Rising Ngày hôm nay thì lại là tôi cũng như là anh chàng to béo ở bên cạnh rồi À quên, hơi mụ mỹ một chút à, Đó là cutter gì nhỉ? Anh quên mất tên em rồi Ờ à, em tên thật là Hưng Còn tên cast, tên nickname thì em sẽ là Sam Ok ok ok, nói thế thôi Cần phải em nhắc lại cho các bạn nhớ chứ anh vẫn nhớ mà okay, Bộ ba của cutter của chúng tôi thôi chắp lại ba cái tên này thôi nó lại thành một câu có nghĩa luôn các bạn ạ và bây giờ thì đó sẽ là trận tái đấu giữa team uh, nesus gaming và copenhagen flame ở trận thi đấu ngày hôm qua thì cả hai team này đã phải dần dứ đến map thiếu thứ ba với nhau mới có thể phân định cái thắng thua người thắng thì đó là copenhagen flame còn ngày hôm nay thì sao nesus gaming liệu rằng có một tiếng trả thù hay sẽ là một chiến thắng tiếp theo đến từ copenhagen flame và đặc biệt là cái trong cái lượt veto ngày hôm nay thì ba uh, map thi đấu lại uh, giống y ngày hôm qua. Giống y hệt ngày hôm qua, không khác một tí nào luôn. Map đi trên được bắt đầu và bây giờ đó sẽ map đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là với cái việc mà gần như mọi thứ đều giống thì kết quả có khác hay không đây. Nhìn sơ qua về lượng đồ nha thì bên phía của Fire Flames họ đang có một kit trên người của Acylian và một smoke, bốn ông còn lại sẽ lên giáp. Rất cục xúc. Bên phía bên, bên kia thì sao? Cũng chỉ có một decoy và tất cả đều là giáp luôn. Có vẻ như sẽ những, cái lối bắn gọi là tay to rồi Sẽ không có quá nhiều não sẽ được sử dụng tại đây đâu Và bây giờ thì Nessus Gaming có vẻ như họ đang muốn đánh ra bom xe A rồi Khi mà họ cài một người vào khu vực sandwich là khá đẹp Đó là vị trí của xe Nào sẽ là một round thi đấu mà xô ra từ lát đờ thôi Đúng là như vậy rồi Copenhagen Flame sẽ retake lại khúc bom xe A Nhưng mút đi với bắn khúc rồi Xe có cho mình mạng của Zappi Xe đang tăng rất nhanh với khu IV AC liên đổi một đổi đôi đến từ vị trí AC liên rồi 3 Việt 3 có kit trên người AC liền và bây giờ thì nhảy lên ừ. Có một người nữa ở đây, xe lâu hạ gục được có đốt nhưng NoDiot đổi hai. Double kill đến từ hai anh chàng của bên phía team Copenhagen Flame và bây giờ thì Bit đang muốn đổi mạng. Bit làm một rồi nhưng mà đó lại là một tình huống thí bồ tốt đến từ NoDiot Round trận chiến thắng đầu tiên dành cho Copenhagen Flame. Nexus đã coi được cái lợi thế đầu tiên khi mà họ đã có được hai mạng. Tuy nhiên thì họ lại không thể tận dụng được tốt như cách mà họ đã từng làm vào ngày hôm qua và chúng ta sẽ cùng xem là đến với round thi đấu thứ hai với việc round trước Nexus để thua và họ không có bom thì trong round này họ sẽ lên theo một cái lối lên đồ khá là cục xúc đây vâng có một scout và thậm chí có một khẩu sóc lọ chỉ có của trai đẹp nhà sao nha và ba khẩu đi gồ chúng ta sẽ cùng xem nào về phía cofire flames với việc là chiến thắng súng ống của họ chắc chắn nó rất đầy đủ không việc gì phải tiết kiệm trong round thi đấu này cả chúng ta cùng xem với cái lối chơi khô máu này thì bên nào sẽ có lợi thế trước đây Blitz đang tanh vào vừa bóng sai B Blitz đã nhìn thấy người rồi Blitz đã bắn được yếu vị trí của Nodius nha Wow cái anh chàng này bắn khá là tín chỉ với khẩu ốp này đây Và chúng ta nào Giáp Bi đứng trong ladder Đục đẽo xuống là khá nhiều Nhưng tạm thời vẫn là toàn mạng từ anh chàng này Máu vẫn còn là khá khỏe Tuy nhiên thì bên phía của có thì Nodius chỉ còn nó 34 máu mà thôi Vào chơi cầu tụt Và Giáp đã có mạng của sao Tuy nhiên thì Blitz cũng đã hạ gục được vị trí của Giáp rồi Tình huống bây giờ sẽ là 4 vs 4 sẽ là một round thi đấu mà Nexus họ đang muốn có khả năng là fake khu bom xe B và đánh ra khúc bom A. Blitz hạ gục mút đi với đó là một khẩu so ọp rồi. Một tình huống chơi cầu tụt rất khó chịu đến từ anh chàng của bên phía team Nexus BTN nhặt lại được một khẩu pha mát và liệu rằng đây là tình huống xuống B hay không đây? Không, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tình huống rồ ngược ra A đến từ Nexus Khẩu sọc lọ bên phía của team Nexus đã làm được rất nhiều thứ trong round đấu vừa rồi. Vừa bắn yếu vị trí giáp B lại còn có thêm một mạng nữa cơ. Đã thế lại còn bắn vào đầu phải nói là những tình huống kỹ năng cá nhân có thể nói là rất tốt từ các thành viên của nexus nha đang có một tình huống đẩy ra mít được đến từ vị trí số 3 đó là ac liền rồi không, AC là người đứng trước từ đây và bây giờ thì AC bắt được quả bom 20 giây. Thôi xong rồi, bit mà không nhặt lại được quả bom thì chắc chắn sẽ là thua. Bom rời team ít, AC ơi, bây giờ chỉ cần trốn thôi. Góc đứng này là góc đứng sẽ được bắn trước và bây giờ thì AC nghe thấy tiếng rồi. Một mạng và không được có mạng thứ hai nhưng 10 giây có đủ để chạy vào bục bom sai hay không? Nào, bây giờ đang chạy thần tốc rồi. 5 giây, 4 giây và sẽ là một tình huống không đặt bom thành công đến từ bên phía team sút rồi hai không dành cho bên phía team copenhagen flame nhưng trong round thi đấu eco này không phải đây mà đọc thi đấu hát bài đến từ nexus thì copenhagen flame đã mất đi đến bốn súng lượng tiền của họ sẽ không có nhiều và đây xem key round dành cho bên phía team copenhagen flame liên tiếp hai round đấu họ đều không đặt được bom đến từ nexus nhà mặc dù những tình huống trao đổi chiêu thức những tình huống bắt nhau tay đôi thì nexus đang làm thực sự là rất tốt khi mà đó gần như đều là những cái chiến thắng và có những cái lợi thế ban đầu và bây giờ trong round thứ ba này Bởi vì cái round trước Nexus rất tiếc là không thể đặt được bom Mặc dù đã có những cái lợi thế về người Khi mà họ đã tiêu diệt được rất nhiều người rồi Và chúng trong xem nào Celo khầm một khẩu scout bắn Chưa dính động máu nào thì chỉ có thành viên của Kofagen cả Gây áp lực ở IV đến từ AC liền rồi Nhưng mà ở khu bom xe B Thì đã có người phải nằm xuống Đó là Giáp B cũng như là vị trí của sao NoDios có một khẩu AUG Một khẩu AUG bắn mắt trước đi trên này sẽ là cực kỳ sướng nha một vũ khí có cái ngắm và có thể bắn tầm dài khỏe. BTN đang tụt xuống hút lát đời nhưng Nodius ở một góc nào đó thì lại bắt được vị trí của Bit rồi. Tình huống được đưa về là 4 vs 3 và đây rồi lộ đã nhìn thấy một người nữa ở gần khu vực IV và chúng ta sẽ cùng xem nào khẩu op à, khẩu scout phía của Nicodot. Nicodot ơi. Vâng, quyết định sẽ đổi súng rồi và có lẽ là anh chàng đốt sẽ tiến hành là một người tanker chứ sẽ không còn gọi là bắn đấy nữa khi mà máu của Asin là khá yếu và cần những thứ của bắn từ xa hơn. Celo đã có mạng của Nodiot nha, những khẩu scout đã lên tiếng rất mạnh mẽ trong round này và có vẻ như chiến thắng cho Nexus đây trang khi mà cửa sáng của họ à cửa thắng của họ đang là rất sáng. Chưa từ chưa biết được đâu khi mà đang có một người móc mít AC bây giờ thì cần không chết thôi để cho Noco no móc nào và bây giờ thì tham mình kê lại sau là chuẩn đấy nhưng Noco bắt là tốt hơn. AC nơi bây giờ đang gây nhiễu loạn thông tin đến bên phía team Nisot rồi. Nicodot có cho mình đắp kill vào người cuối cùng thì cũng đã lộ vị trí ra, đang đợi cho những tiếng móc đến từ vị trí của anh chàng Acelian và bây giờ thì đó là một tiếng móc thành công đến từ Acelian. Một pha thi đấu rất tỉnh táo đến từ Copenhagen Flame. 3-0 rồi. Mặc dù cửa khá sáng khi mà Acelian thì là thương binh bệnh binh nặng. Và Nexus thì còn có lợi thế hơn người nữa Thậm chí có đặt được bom Tuy nhiên rất tiếc Đó là pha di chuyển rất tỉnh táo từ dịu AC liên. Chính xác Một pha di chuyển câu tham cho người đồng đội Phải xứng đang có thang điểm 10 Ở trong tình huống xử lý vừa rồi 3-0 rồi cho bên phía team Copenhagen Flame Và round thi đấu này thì Ồ, Và vừa có một tình huống đổi nhẹ trên King Feet Copenhagen Flame sẽ sang bên phía góc bên phải Mà là nhỏ bên phía tay trái ra có offset Còn Ơ phải là của Nexus chứ nhỉ Đúng rồi, đúng rồi À đây rồi, mọi thứ đã trở lại bình thường Và chúng ta sẽ cùng đến với round thứ tư mà thôi Thì ta thì những người điều khiển Clean cũng là con người Cũng sẽ có lúc sai sót, chúng ta cũng phải thông cảm cho họ thôi Vâng, Moody đang một góc bắn rất cơ skill ở vị trí ladder Nhưng góc thi đấu này tôi không khuyến khích nha Sẽ là một round thi đấu mà bên phía của team Nesut vừa pick được một người rồi Không thể nào đổi mạng đến từ Liên ở khu vực IV. Hơi cường quá đến từ copenhagen flame tiếp Thì tục phát với... hiện ra được vị trí rồi và đó là một tiếng đổi mạng tốt đến từ btn NoDios đổi cho mình cái đầu của vị trí blitz rồi nào thà mình lại cầm lửa lại giống đại bàng việt nam rồi và có thể thấy rằng nexus lại tiếp tục có lợi thế lần này là rất nhiều lợi thế và lợi thế rất lớn nữa luôn tôi không tin là họ có thể thua được round thiếu này nữa rồi và vừa rồi tình huống bật tôn trên xe lô sẽ là một vết bốn nodius tốt nhất là nên đi xếp súng đi chứ còn một khẩu súng này bắn với cả xem nào bên kia toàn ak với súng to này thì khả năng cao sẽ là no đo thời gian còn là khoảng 50 giây nữa nodius vẫn đang rất dần dứ và cố gắng bắt súng thôi chứ tình huống di chuyển này thì chắc chắn là không thể cứu bom được rồi một ba dành cho bên phía tim nesut và trong một kỳ rào thì copenhagen flame đã để thua rồi con dao của nudiot bảy sắc cầu vồng con này hình như là con uh, Urus hay u gì đó đi phải u Us sút uh, marble fate oh. nhưng mà cái dòng marble fate này thì uh, trên con dao phải có ba màu thì mới đắt tiền bốn màu thì thôi nó vẫn rất là rẻ nhưng mà nói thế thì tôi đã làm gì có dao chơi đầu biết thì mình không có ra trong game thì thôi mua tặng với con dao mô hình ngoài đời gọi là quay quay ngắm tí chơi chơi cũng được và chúng ta sẽ cũng đến với bắt thứ năm mà thôi và như vậy là Nexus đã có được round chiến thắng đầu tiên cho mình rồi và trong round này họ sẽ khá là thoải mái nha và chúng ta cùng nhìn sang với cô, cô phe game một chút một đi có vẻ như vẫn sẽ theo kịch bản của ngày hôm qua khi mà những cái round đấu đầu tiên của map đầu tiên thì anh chàng này vẫn khá là phế Chúng ta sẽ chờ đợi xem đến cái tầm giữa game và những game 2 thì anh chàng này có thể hiện được giống như ngày hôm qua hay không. Fox bài luôn đến từ Copenhagen Flame. Sao đang có một góc kê đẩy khó chịu nha. Góc này không góc đặt tầm mút đi với bắn yếu rồi. Đây là một thi đấu Nesus đang có những khẩu súng rất to và khỏe. Nào bây giờ thì BTN sẽ đang đối đầu với Jappy. Lộ tiếng rồi, lắc ra bắn tốt đến từ Nordiot ngày hôm nay Nordiot đang bắn rất vào tay nha. Lợi thế hơn người thì Copenhagen Play và họ có thể lút đi lại được một khẩu ác cả Tài năng trẻ 31 tuổi bên phía của Nexus đã không phản xạ kịp trong tình huống vừa rồi Khi đó là một tình huống một tài năng già hai mươi mấy tuổi đầu của Nodios Ở à, cổ Copenhagen thể hiện tốt Tuy nhiên thì Celo cũng đã bắn cho mình cái mạng Nicodot và xe cũng đã hạ gục thanh niên này rồi Chúng ta hãy cùng xem nào, tình huống đưa về là 3 vết 4 và Blitz đã hạ gục đi vị trí của Zappi Liệu có tình huống chết kill này không đây? axilian chưa làm gì được cả và đây đang có một khẩu ốp của Celo kê ở đây. axilian chỉ cần hơi hở nhẹ một chút xíu thôi mà Celo bắn tốt là sẽ có một tình huống nằm xuống. Những tình huống nhá còn không ra đến người đến từ axilian nhưng mà một tình huống nhá là hay nha. Một tình huống nhá bắn và đã hạ gục được một chút máu của Celo rồi. Nhưng mà không thể nào mà bắn chết đi được anh chàng này. Mút đi yếu máu từ đầu rào, không làm được gì hơn cả. 2 3 để cho bên này Sút một round nữa thôi thì sẽ về tỷ số là ba đều và trong round này thì các thành viên của Kovagen tiền nong của họ vẫn khá là yếu chỉ có duy nhất vị trí của anh chàng Nicodot này là có ba nghìn mốt tiền mà thôi trong khi đó ở bên kia rất nhiều những phú ông rất nhiều các cái chọc phú đã bắt đầu sinh ra rồi xe đang có bảy nghìn mốt này xe lô sáu nghìn ba ông sao này hình như cũng năm nghìn tiền giàu thế chứ lại tiền thế này đổ đổ hết sông hồng vẫn còn chưa xong thua hai rào thôi thì lượng tiền này sẽ mất sẽ làm rào thi đội eco trắng đến từ Copenhagen Flame và không bất ngờ lắm thì Nexus có cái hệ cân bằng tỷ số là ba đều và Celo cũng đã phải nằm xuống. Celo có mạng sẽ chia sừng và người phải nằm xuống xem nào anh BTN BTN đang tanh ra với cái việc mà đội bạn toàn USP thì không cần phải hóa thành BTN để gọi thêm người ở đâu BTN đã có mạng rồi nicolas cũng trả thù thành công USP bắn là rất tín nhưng mà kết quả trận đấu thì không thể khác được ba đều cho Nexus ba đều dành cho bên phía team Nexus và Copenhagen Flame rao tiêu này họ sẽ full buy được thôi nhưng rao tiêu full buy này cũng sẽ không phải có quá nhiều bom mìn đâu Nexus là một team vừa mới bắn xong một trận thì bo ba khác và bây giờ thì tôi đang nghĩ rằng cái vấn đề phong độ của họ cũng như với mặt thể lực tôi nghĩ rằng cũng sẽ khá là bị ảnh hưởng đấy chắc chắn là anh hiểu rất nhiều rồi khi mà nếu như những anh em nào mà chơi ngoài fps ra chơi thêm một cái tựa mô ba thì anh em có thể nhận thấy là chơi một game FPS nó tốn sức và mệt hơn rất nhiều so với MOBA. Và chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu này thôi nào. Tỷ số là, là 3 đều. Cô cũng đã bắt đầu cảm nhận được cái hơi nóng rồi và Zappy có tình huống xây rất tốt với quả flash từ Asilian nhưng sao cũng đã hạ cuộc anh trai này thành công. Tỷ số đối về là 3 v 2. Có lợi thế và Nicolot đã có mạng Celo rồi. Sao cũng bắn vào đầu của Asilian luôn. Rất tín Nicolot cũng làm một điều tương tự. Tình huống đối về là 2 v 1 rồi. Thật sự là siêu tốc của ra đấu này. Chúng ta cùng xem nào Blitz, Blitz Ôi trời ơi Cũng chỉ đến thế mà thôi Và đó là round thắng cho cô Ơ oh. ờ? Trời ơi Vứt một khẩu M4 đi để nhặt lại một khẩu M4 khác Đến từ Nodiot Hơi buồn cười một chút đến từ anh chàng này Chắc là thích cái skin đấy hơn không anh ạ Không phải, đang định nhặt khẩu AK em ạ Đang nhặt khẩu AK oh. Đây là díu rồi Bấm nút E thi thoảng nó không nhận mà 4-3 thì Copenhagen Flame xong một round thi đấu mà họ đã cơ skill ở gần khu pit đồ và chưa kể là Nessus cũng đã phi ra khu bom xoay à, một tốc độ bàn thờ rất nhiều người phải nằm xuống và bây giờ thì đó sẽ key ra ngược lại đến bên phía Nessus lượng tiền của em vừa nói thì cũng còn là không nhiều đâu này tham minh sai đến Nodiot nhưng mà đối phương không tràn qua Nodiot tham minh sai nhưng mà ít nhất vẫn chưa phải trả giá quá đắt máu vẫn còn nguyên cơ mà sợ gì đâu và trận đấu này thì nó lại hơi chậm à round đấu này hơi trùng trùng lại chút xíu rồi khi chưa có những tình huống bắn nhau từ sớm mới chỉ là trả đồ ra chiếm vị trí mà thôi nhưng mà các anh ơi Ladder làm gì qua hay đâu trả đồ nhiều thế và trong bom sai a thì ra cùng xem nào mốt đi đang đứng từ ngoài để ném vào những quả smoke những quả lửa để giữ lại được chỉ lát không cho nexo có thể tràn xuống và đang tăng vào là rất tự tin đang tăng vào middle, không middle đồ với một quả super flat đến từ đồng đội và biết là không biết đồ clear rồi nhưng đây không phải tình có bắn cơ skill ở mid đồ đến từ Copenhagen Flame. Nesut 55 giây họ đang muốn đánh bài ra khu bom sai A. Nhưng mà trong bom xe A thì Copenhagen Flame đang có những vị trí gần là rất đẹp Cũng đang kê lại là rất nhiều người rồi Mốt đi Với góc này có đổi được mạng hay không? Không đổi được mạng nào cả Khi mà Blitz đã có tình huống chạy góc rất tỉnh táo Và Blitz có cái double kill rồi Chưa ai trả thù được cả BTN cũng có mạng rồi nha 31 tuổi đã lên tiếng Nodiot phải lùi lại và ném một quả hết à Ô cũng khá là đau đấy BTN và xe cũng mất Safe đi rồi. khá khá máu Nhưng đây có vẻ là một rào diều xếp súng Đến các thành viên bên phía team Copenhagen Flame một round thi đấu mà ba thành viên của Copenhagen Flame Cool skill ở khúc mít đồ nhưng mà lại là những tình huống bắn chết chay ạ Ô và mốt đi Anh này đang là điệp viên 008 rồi Đẳng cấp còn hơn nhiều ông điệp viên 007 James Bond Chúng ta cùng xem nào Chắc chắn là Copenhagen không muốn lộ một chút tiếng nào đâu Bây giờ chỉ cần lộ tiếng ra là thành viên Nexus Tràn vào Chơi một trò chơi tập thể là Thôi coi như đi luôn hai khẩu súng Mà bây giờ Mất hết rồi, cố gắng mà giữ lấy mấy cái nịt còn làm vốn cho round sau chứ còn gì nữa bốn đều dành cho bên phía team Nesut Round tiếp sau thì các thành viên của Benagent Flame họ yếu tiền rồi Những thành viên chỉ có đó là 2008 và chín thôi Rất khó để full bài Hỏa lực của cô Feren vẫn còn chưa lên tiếng Vẫn còn đang ăn chay trong khi bên kia bên phía kia thì như thường lệ đó là xe lô Xe lô ra trong round thiếu này đang tỏa sáng gọi là hơi sáng hơn mọi lần Bình thường thì nó sẽ đến từ vị trí của Blitz là chính Ngày hôm nay thì xe lô đang gáy to hơn khá là nhiều Chúng ta sẽ đến với round tiếp theo, rồi là round thứ 9 Round này thì bên phía của Copenhagen họ chỉ có là giữ lại những khẩu súng từ round trước Hai khẩu súng to Còn lại những thành viên khác sẽ bắn súng lục Duy ngắn gọn hơn thì đó là round Echo đến từ Copenhagen Flame sẽ làm round thi đấu eco đến từ Copenhagen Flame họ sẽ thi đấu như thế nào đây họ đang bỏ khu vực bom sai b luôn và họ bắn theo kiểu retake b đến từ một người ở khung nối bắn backup đó nico đốt nhảy ladder xuống Nicodot chỉ đổi đứng một mà thôi hơi đáng tiếc một chút Ở bây giờ thì đó là tình huống bốn đánh bốn dành cho bên phía team sút một người đang nhăm nhe nhặt lại khẩu em 4 rồi đó là nico và nodiot hai cái tên này khá là giống nhau và đọc làm chúng tôi muốn chẹo cả lưỡi và thành các thành viên của Nexus thì có vẻ như là họ đang muốn đánh vào bom site B thì phải đang có bốn người di chuyển về kia kìa và bom site B chả có ai bây giờ thì đang có vị trí của Nicodos là backup về và đây sao có lẽ cũng sẽ ngửi thấy những cái mùi gì đó mà thôi khi mà sẽ kê lại vị trí con Nex chắc chắn là như vậy Và bây giờ thì Nicodot đang đứng trong quả smoke này Nếu như tan đi thì sẽ bị bắn tới đằng sau Đây rồi, Copenhagen Flame muốn xếp lại hai khẩu súng này Cũng... Bắn rất chắc cù đến Copenhagen Flame thôi Và với sự chắc cú này thì Nesut <laughs> đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 5-4 Họ cũng không muốn phải gọi là quá là liều lĩnh Một lối chơi ăn chắc mặc bền Và với cái việc giữ được súng thì chắc chắn là Rau sau họ sẽ thi đấu cũng dễ dàng thôi, không vấn đề gì cả Cộng thêm tiền vào, mua thêm một chút đồ, mua thêm một chút giáp Thế là đẹp Ở trận thi đấu vừa kết thúc của Offset Cũng như ở Nesut Thì Nesut đã giành chiến thắng trước Offset Ở chính mắt thiếu thịt trên Với tỷ số là 16-10 Còn ở map thiếu núc Thì Nesut ăn Offset với tỷ số là 16-14 vâng Nesut Map thiếu đầu tiên của The trên Với Offset dẫn đến 14-1 Nhưng mà cuối cùng thì vẫn end Trận đấu với tỷ số là 16-10 không biết rằng đấy phải là một tình huống mà vô tình hay hữu hữu ý để cho đối phương bách đây. Có lẽ chỉ là một tình huống chơi đùa cho vui mà thôi. Và trên cái map đi trên này vào ngày hôm qua thì Nexus cũng thắng Copenhagen nha. Chúng ta cùng xem nào, liệu Nexus có một cái uh, cú ăn ba với cái map đi trên này không đây. Các thành viên của Nexus vẫn đang trả ra rất nhiều đồ, vẫn chiếm rất nhiều vị trí vẫn đi cô đốt. Đã thấy cái điều gì đó ở IV rồi. Tuy nhiên thì anh ta cũng mất đi một lượng máu tương đối. Nicodot đang liên tục ăn đồ từ khu IV Anh chàng lại bắt vội đổi vị trí thôi Vòng ngược về 1.6 để canh IV từ xa Những Nexus sau khoảng thời gian đầu họ gây áp lực ở khu vực IV Họ đang về những vị trí để ném bài A rồi Liệu rằng đây phải tình huống đánh vào bài A hay không đây Khi mà trong bom xe A của Copenhagen Flame chỉ có đó là ba người thôi đều được default Không phải rồi quắc lên đường cao B đến, đến các thành viên bên phía team Nexus. Và khả năng cao sẽ đánh vào B Trong bom xe B chỉ còn một lửa một flash đến từ Nodiot mà thôi Bom mìn trên người đấy, thành viên Nasus sẽ vẫn là rất nhiều nha Hãy nhìn xem gần như ai cũng còn đồ Và người nhiều đồ nhất là Celo hai flash một lửa một smoke chưa ném một cái gì cả Chúng ta cùng xem nào đã nhìn thấy vị trí của Zappi rồi, Zappi đã bị tổ quay trong cái tình huống này Một mình anh kẹt là đờ và rất nhiều tình huống đục đẽo xuống Chúng ta cùng xem nào, Zappi tạm thời vẫn đang toàn mạng nha và đây rồi Tiếp tục là con lửa được trồi ra Nhưng Giáp B đã chạy được Vẫn đang có một người Biter ở khu Middle Nhưng có vẻ như đây sẽ là một tình huống nhảy Từ khu lát xuống A rồi Tôi nghĩ đây sẽ là tình huống đánh từ lát ra à, đúng là như vậy BTN đang muốn tìm giao tranh ở vị trí mít đồ Và bây giờ thì xe nằm xuống BTN đổi một đang có tình huống đẩy cao B luôn đến từ Copenhagen Flame Blitz tăng vào bắn vỡ đầu vị trí NoDiot, đưa tình huống về là 4 đánh 3 nhưng mút đi vừa đưa tình huống về là 3-3 rồi Celo hạ gục đi một người ba vết hàng nên sút bom đặt thành công nhưng mà đã có móc lát nở nô hạ gục đi vị trí của sao và bây giờ thì acilian một free kill thì acilian người cuối cùng thì tìm đi ông này đang ở một sáu cơ có vẻ như Nicodos sẽ không đoán được điều này đâu Và bây giờ thì cầm dao biết là Classic Fate Classic Fate đắt rồi Nhưng mà chúng tôi cần anh cầm súng trong tình huống đó cơ Đó là rào chú chắn thứ năm dành như Copenhagen Flame Có thể thấy rằng các pro player họ có dao rất đẹp Nhà thì rất giàu nên là thỉnh thoảng lôi ra gọi là khoe các viewer một tí xíu Chúng ta xem lại tình huống này nào BTN treo cao nhưng mà lại không ngã đầu và còn làm thêm một mạng nữa Nicodot thì cũng đã có vị trí rất hách não và đây pha xử lý với rồi Asi nếu là simple thì chắc là sẽ rút dao ta chém rồi đấy của Penhagen Frame trong một trận bo ba còn đã ăn được Gambit nha anh em ơi Gambit chính là cái team mà đã làm nên cái uh, kỷ lục là thắng được Gambit trong Ba uh, 3 trận bo ba trên tổng số là 26 trận Và bây giờ thì xe Rush bom sai b với một khẩu ọp và đã pick đi một người rồi Nề sút đang bắn rất cục xúc ở map thiếu đi trên này Chúng ta cùng xem nào lợi thế hơn người đã biến mất và đó là tình huống hạ gục Blitz để tiếp sĩ quân đi đốt nha Chúng ta cùng xem nào, BTN đang lẩn tránh, đang lẩn trốn Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là có tình huống nào sẽ xảy ra tiếp theo đốt đã có mặt ở trên rồi, rồi, đi, đi nhau rồi. Ôi, rồi ơi chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi nào Zappi đã có mạng của vị trí của sao ông mốt đi này đã có được một mạng rồi chúng ta hãy cùng dành cho anh này những lời tán dương Thì cuối cùng đã không ăn chay nữa tình huống hiện tại đang là hai vết ba bom đang rơi và copenhagen flame chưa thể nhặt lại được bom họ đang phải di chuyển những vị trí đẹp hơn để có thể đưa quả bom vào được bom sai nào bây giờ thì btn đã nhặt lại được bom rồi nhưng trên đường cao có người giáp Bì bắn tốt và btn đã lộ vị trí sau đuôi tàu ba và cuối cùng thì đó thì kết thúc tốt đến từ bút đi 6 năm dành cho Copenhagen Flame Đã có những dấu hiệu gọi là kết thúc cái quá trình warm up Đã không muốn gọi là để những người đồng đội phải gánh mình thêm nữa Một đi đã nhận ra được rằng mình phải cần trở về là hỏa lực của ngày hôm qua Vâng xin hãy là em của ngày hôm qua Kiều rất đẹp 2 tháng 9 Chúng ta sẽ cũng đến với round thứ 12 mà thôi Sẽ là một set up set up hai off từ tự vị của fire and Flames còn mình phải Nexus chỉ là một off mà thôi Giáp B vẫn là người được bắn ở khu vực ladder và chúng ta hãy cùng xem nào vị trí này của ngày hôm qua là vị trí của đi tuy nhiên thì khi mốt đi được chuyển ra vị trí khác thì anh này bắn hay hơn hẳn một tình huống chơi cầu tụt và có vẻ như đã nghe thấy tiếng của cái vị trí của Giáp B rồi đang có hai người của Nexus là loanh quanh trong khu vực Temid bom thì vẫn đang để kia vẫn chưa được đem đi vẫn chưa được ai nhặt cả Zappi cho mình còn là 22 máu mà tôi vạ đã có mạng từ vị trí của Asylion Hạ gục vị trí của xe Xe đã nằm xuống Hiện tại sẽ là 4 4V... vết À 5 vết 4 Nexus thì cũng hơi yếu một chút xíu Động gì từ xe lô Zappi độc đục đẹo Blitz hơi yếu nhẹ Và cũng xem nào Zappi đã phải di chuyển ra rồi Sẽ là một đau thi đấu mà các thành viên bên phía team Nexus họ đang hầu và với những tình huống hầu này rất dễ sẽ là một tình huống đánh vào a nha đúng là như vậy rồi btn đổi một celo hạ gục đi vị trí ac liền bây giờ mút đi bắn nhau cơ skill hạ gục được một biết thêm một người nữa ở đâu và đó double kill rồi những mút đi thế cũng đưa về là ba vết hai rồi nhưng btn di chuyển là khéo quá btn có khả năng có ít nhất là hai mạng ở đây nha và bây giờ thì btn lại chết chay rất tiếc là không có mạng nào chỉ có btn cả còn lại một bình vị trí của celo mà thôi celo đã cay vào máu celo có một mạng thì cũng đi có đốt rồi Bây giờ còn hai ông nữa thôi, cố lên nào anh ơi, hai ông kia yếu lắm rồi. Rồi, nhưng mà xe cũng yếu chả kém. Vâng. Lượng máu của hai ông này cộng lại thì cũng là tương đương nhau. À đâu, còn yếu hơn chút xíu nữa chứ nhỉ? Và chúng ta sẽ cùng xem nào. Xe một mình cầm ọp đi đánh hai anh cảnh sát à? Rồi, với tham minh là cầm bom thì khả năng cao là Kovagen sẽ thắng đây này. Bom tham minh đã đặt bom mà Nodio trổ ra và đó là chiến thắng cho Kovagen Flames vẫn chưa có tình huống nào chim chóc đến từ các thành viên cả đến từ cả hai thành viên các thành viên bên phía của cô đang có được những cái lợi thế ban đầu tuy nhiên thì lợi thế này cũng không quá lớn và nó khá là mong manh khi chỉ là hai round thi đấu mà thôi cười rất tươi đến từ vị trí của Nodiot rồi thanh niên Nodiot này cũng đang làm thể hiện có thể nói cũng khá là tròn vai khi mà lượng kill của anh này chỉ thua mỗi Nicodot mà thôi vâng tên rất nhiều vần ốt đọc rất dễ bị sai Nodiot Nicodot Asion ba ông này mà đọc tên ở trong combat có khi là còn bị méo mồm cơ Nexus bây giờ họ sẽ chỉ chơi cho mình những khẩu lục mà thôi Lợi thế cho ra thi đấu này rõ ràng vẫn thua về Copenhagen Flame rồi không còn giống như trận thi đấu mà Nexus đối đầu các thành viên bên phía của Offset nữa. Nexus đang gặp khó khăn bên phía T-Side thật sự. Có được 5 round thi đấu. Nếu lên được con số 6, con số 7 thì đôi khi là Nexus vẫn còn có thể yên tâm ở lượt thi đấu second half. Nhưng nếu như để Copenhagen Flame mà bỏ xa với tỷ số khoảng 10 năm đi. Thì Nexus có vẻ như là trận thi đấu này của họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khó khăn thì khó khăn. Nhưng mà khó khăn nếu đồng lòng thì chắc chắn là vẫn sẽ là làm được đục đẽo từ vị trí của một đi nhưng mà không cấu được máu thành viên nào cả các thành viên của nexus trong round thi đấu này họ chỉ còn những khẩu súng lục mà thôi không có khẩu súng to nào hết và chúng ta hãy cùng xem là liệu những cái khẩu súng lục này nó có làm nên được cái chiến thắng một cái lịch sử không với giải thi đấu blast rising thì những khẩu súng lục có thể nói là vẫn có một tỷ lệ chiến thắng khá là cao rất nhiều tình huống clutch rất nhiều những pha hai la với những khẩu súng lục rồi nhưng đây là một round thi đấu bên phía Copenhagen Flame họ có cho mình đến hai khẩu AWP một khẩu trong tay Arceon, một khẩu trong tay Nicodot nha rất khó để các thành viên của Nexus có thể có một round thi đấu đánh nhanh dễ dàng một lửa trả ra không middle và Nexus họ phải chậm lại thôi nhảy qua Smoker đây không phải là một lựa chọn hay ho đâu Zappi tốn nhiều đạn quá có đôi thật đó một đi cũng làm hai rồi chỉ còn lại một mình trang BTN rồi không thể làm được gì và đó là 8 năm trong thành viên bên phía Copenhagen Flame những cái viên đạn cuối cùng mà ông giáp Bì bắn ra thế quái nào nó lại bay thẳng vào đầu một thành viên của nexus cơ những cái bước tính toán cũng được gọi là như những vị thần đến với vị trí của tài năng trẻ 17 tuổi thiên thần tuổi 17 không biết có áo trắng hay không anh chàng này là Jappy Tôi lại cứ thỉnh thoảng lại nghĩ đến một anh chàng Cũng là Bi nhưng mà là bi cơ Em lại liên tưởng đến Jumpy anh ạ Ờ ừ rất nhiều cái tên nó đọc những cái ná ná nhau Úi bây giờ thì asean đổi một sau trước khi mà bị xe lâu hạ gục đi cái mạng của mình mất một ốp rồi không sao cả một ốp đổi một mạng vẫn còn một khẩu ốp nữa trong tay của nico đốt bốn vs bốn và chúng ta hãy cùng xem nào mỗi bên đều có một ốp thì chính ra là cũng khá là cân bằng Ông BTN này đã tràn được vào rồi Chúng ta hãy cùng xem là cái tài năng trẻ 31 tuổi Nhưng mà ở một góc nào đó Thì Zappi đã phải nằm xuống với viên đạn được gặp thẳng vào đầu Đến từ vị trí của Blitz Xe lô. Xe lô Ôi 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 giời ơi Không trách kỹ này Và đó là mạng cho mốt đi Ông BTN thì đã vào sai và đã có rồi Hạ gục thành công Double kill cho BTN nha Có thể nói rằng cái anh già 31 tuổi Đang có những cái tiếng nói rất rõ rạc Và ảnh hưởng rất lớn đến cái đoạn hiếu này Lợi thế hơn người đang giành các viên phía Nexus rồi Và liệu có thể lấy cho mình được con số 6 này không đây Quả C4 bây giờ lại được mang khu vực bom sai bê cơ Rất khó chịu mà thôi xong rồi Sau lưng của anh chàng Nicolos đó là BTN Ở khu vực tàu bom cũ 68 cho Nexus rồi Và cố gắng lên được con số 7 nè Cố gắng lên được con số là 78 nè Thì lượt thì đi. đấu xe Grab sẽ dễ chơi hơn cho Nexus rất nhiều Những tình huống di chuyển vẫn là cực kỳ thông minh Và hãy nhìn lại bảng kêu một chút đi ông xe và ông sao này vẫn chưa muốn chơi game nhiều vẫn là để cho những người đồng đội của mình làm hết làm ít nhưng mà lại muốn hít đồ thơm đây rồi sao có vẻ như là bao nhiêu chakra dùng hết ở trận thi đấu trước mất rồi trận thi đấu này thì sẽ là một trận thi đấu mà những người đồng đội của sao phải lên tiếng thôi nhưng mà ông sao này là ông gần như là trẻ nhất ông trẻ nhất lại đang để cho những người già làm hết không sao ấy mà không sao cả không sao cả <laughs> Chơi game ngoài tay to chúng ta còn cần cả kinh nghiệm mà DBL Pony Toàn các anh già còn chiến thắng được Vitality 20 Với toàn tỷ số 16 năm 16 bảy cơ mà Blitz có mà còn Nicodot rồi Lợi thế hơn người cho nào thi đấu này dành cho các thành viên bên phía của Nexus Các thành viên của Nexus đã tràn vào khu vực bóng B Mà chúng ta sẽ cùng xem có lẽ chúng ta thành công Nhưng mà Zappi Zappi móc máy nhưng kê lại rất kinh nghiệm từ BTN nha Đúng là kinh nghiệm là lên tiếng như anh Minh đã nói Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem tình huống lập 5 vết 3 lợi thế rất lớn cho Nexus Tôi không tin là họ sẽ quăng cái lợi thế này đầu Ôi rồi <laughs> ông Blitz kiểu ông trách đi đâu thế Và tuy nhiên thì sao đã sửa chữa sai lầm cho cái động độ của mình Lợi thế hơn người vẫn đang nghiêng về Nexus rồi Và đó là 78 cho các đại biểu bên phía của Nexus một lượt thi đấu first half có thể đó là Nexus đã thành công với bảy thi điều chiến thắng bên phía T side rồi nhưng chúng ta đều thấy ở trận thi đấu trước thì Nexus bắn T side tốt hơn CD side không biết đây là điểm này Hãy để giữ cho các thành viên Nexus đây Hãy nghỉ ngơi trong vài phút trước khi đến với lượt thi đấu tiếp theo nha. 8-7 sau lượt thi đấu first half Đó là tỷ số mà Copenhagen Flame đang dẫn trước với các phía Nexus Nhưng chỉ là một round thôi Piston round này sẽ là pistol round để xem Nexus có thể cân bằng được tỷ số hay không Với cái kinh nghiệm cát của em được khoảng vài hôm Thì em cảm nhận thấy là gần như trận nào em cát mà xuất sáp kết thúc toàn tám bảy phải nô no điệt đã bắn được vào đầu vì của btn nha lần này thì kinh nghiệm không lên tiếng là nữa rồi một đi hỏa lực một đi bắn yếu được vì của xe mà thôi rất tiếc là chưa thể lấy được cái mạng của anh chàng này anh chàng này mạng khá lớn và có thể nói rằng những khẩu glock bắn tầm xa có thể thấy rằng là nó không được quá gây được quá nhiều khó khăn cho bên địch đây rồi <laughs> đúng như những gì mà tôi đã lo lắng bắn bên phía c side họ sẽ có những cái bước trực chòa và mạng dành cho vị trí của Asion rồi Asilian vừa rồi di chuyển là khá thông minh anh ta không ra luôn mà anh ta ngồi xuống để cho đối phương bắn trước một nhịp và chúng ta cùng xem nào anh chàng trai đẹp không làm được gì thêm nữa và thế là năm một năm vs một rồi Asilian trước đó đã bắn vào đầu của xe chúng ta cùng xem anh Celo này có bị ăn viên kẹo đào đồng không nhưng mà anh ta phát kẹo cho đối phương đến từ vị trí của Zappi ôi anh định một vs bốn à có làm được không anh ơi nào ăn một quả flash là khá trắng và các thành viên của bên phía Kofagen cứ thế mà lao lên tôi nổ điệt kết thúc điều xe lô và đó là 97 cho chín 97 dành cho Kofagen Flame đúng là Nexus khi chuyển sang bên phía Side họ sẽ có những cái bước gọi là mismatch những cái bước di chuyển có thể nói là không có được quá nhiều hiệu quả và Copenhagen Flame là những người đã tận dụng tốt những cái sai lầm bên phía Nexus bỏ ra 97 cho đội tuyển đến từ Đan Mạch Cũng một phần phải nói là bên phía Cofagen's Flame đang có 5 người chơi game Còn bên phía Nexus chỉ có 3 thôi 3 vs 5 thì chúng ta có thể hiểu rõ là Cofagen chắc chắn sẽ có lợi thế Và với v thiếu thi đấu này Cofagen là người giành chiến thắng Và họ sẽ rất thoải mái tiền nong bay đến 4 khẩu AK và 1 khẩu Mk10 Trong khi đó bên phía Nexus thì họ cũng chơi lớn với 2 khẩu Scout và 3 khẩu Deagle. Chỉ có duy nhất một vị trí của xe là không có giáp thôi Zappi với khẩu mạng 10 Đã tiến lít lên bảng đếm số Zappi có cái double kill và vẫn là bắn vào đầu Rất tín chỉ 60% headshot nó khác Nào ông một đi đi sau đây một đi cũng bắn vào đầu luôn ạ à. ba pha headshot liên tục rồi làm gì đến từ các đại biểu Việt Nexus đây Một round thì đó vẫn chỉ còn lại hai khẩu scout Xe lầu đã lộ vị trí rồi vẫn có What? một xe lầu và Mạng nào cũng là headshot đến từ cả hai team nào còn nốt ông cuối cùng có headshot nữa ông đây Tái hiện luôn một cái pha gọi là đấu tay to xem nào Nào ông xe Và lại là headshot này Rất nhiều headshot mặc dù không phải là piston round Có thể thấy rằng kỹ năng cá nhân của tất cả player là rất Có thể gọi là võ công rất cao cường Nội công cực kỳ là thâm hậu 17 cho cô again rồi ba round thi đấu mà Nexus phải cứu Nó sẽ là 11 khi mà round thi đấu này thì Nexus họ eco không có nhiều thứ để nói trong round thi đấu này giá cho thành phía Nexus họ sẽ chỉ có cho mình những khẩu USP và những khẩu P250 thôi hoặc biết đâu các ông cô nghe lại nổi máu hài hước thì sao anh chúng ta xem xem nào với những khẩu USP này mà bắn vào đầu giáp 2 thì cũng trừ đâu đó khoảng sáu mấy máu thì phải cũng không quá đáng kể tuy nhiên thì nếu như mà cả hai thì có liên tiếp mà đều bắn được vào đầu thì chắc chắn là sẽ có mạng để xem một tình huống line up thẳng cho zappy hay không đây zappy mới là người tò mò muốn tiến vào và sẽ là một tình huống Hai người cùng vào mid đến từ các đại biên bên phía của Nexus Dạ không chính xác đó là Copenhagen Flame và chỉ đổ một đến từ các đại biên bên phía của mà thôi Nicodot cũng đã có cho mình một cái double kill Còn lại một ông già nhất, một ông trẻ nhất 31 tuổi và 18 tuổi Xem nào Kinh nghiệm phối hợp với sức trẻ Theo lý thuyết thì sẽ đã có hiệu quả nhưng không asilian đã lấy đi cái cuộc sống à cái mạng sống của vị trí sao rồi còn ông bt này cũng phải chạy đi thôi chạy ngay đi nhưng mà ăn đục cũng là khá đau và đó là mạng cho nico đốt một tình huống đục đẽo khá là cảm giác mười một bảy sang round này thì các ông Nexus đã mua rồi có thể mua được đến từ các thành viên bên phía Nexus rồi và để xem với một đoạn thi đấu full bài Nexus sẽ thi đấu thế nào đây tinh thần của của Copenhagen Flame đang lên cao nha nói là Copenhagen Flame thì trước đây họ là tiền thân của một đội tuyển và cũng đã từng khá mạnh. Đó là Mad Lion Các player của Copenhagen Flame cũ thì cũng đã chuyển sang thi đấu cho Mad Lion được cũng khá lâu. Có lẽ là một gọi tình huống trao đổi line up đến từ cả hai team. Đúng rồi, nhưng team nội địa đàn bạch mà. <laughs> Đúng là hàng nội địa thì cứ chia sẻ dùng cho nhau. Không giống như một vài đất nước nào đó lại thích rời hàng ngoại hơn. Và chúng ta sẽ cùng xem nào Ờ... Uh, hiện tại thì vẫn là tình huống 5 vết 5 thôi vẫn chưa có quá nhiều những cái pha đổ máu những cái pha gọi là ngã xuống từ cả hai đội quân của chúng ta đây rồi sẽ là tình huống lao ra ông sao ông có làm được cái điều gì đó hay không đây sao bắn yếu đã asylum nhưng chỉ là bắn yếu thôi cố lên một chút xíu là được rồi và ra là bị giáp bi bom đã rơi rồi tuy nhiên thì Nikodot cũng đã hạ của Marcelo sao cũng đã trả một quả nết và bắn được sao có thêm một cái mạng nữa đến chỉ có một đi vào đó tình huống bắn vào đầu BTN cũng đã có mạng Nicolas và sẽ kết thúc nốt vị trí còn lại Nexus đã có được một round thắng rồi 81 một round thì đấu mà sao chơi game dễ bắn hơn rất nhiều đấy các thành bên phía Nexus một tình huống làm ba đến tên chẳng sao này bắt đầu tìm lại được cho mình cái cảm giác chơi game rồi và cả anh chàng xe kia cũng đã bắt đầu chơi game rồi năm vs 5 vết đâm là mọi chuyện rất khác bọt Vâng, và sau một tình huống làm bà thì ông sao đã có vẻ đã bắt đầu gáy với những người đàn anh của mình rồi Hồ to gì tôi không biết nữa bởi vì đơn giản tôi không biết tiếng Romani Và chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu thứ 20 Với việc Nexus giành chiến thắng trong round trước thì Nexus mua được rất nhiều đồ Tuy nhiên có duy nhất vị trí của ông BTN là ông này không mua kit còn đâu có tận 40 kit rồi Giáp bi, sổ ra nhưng rất tiếc và còn bị một quả flash là bóp với thượng sĩ của cơ Không sao, bây giờ Copenhagen Flame họ vẫn có khả năng làm lại được nhưng mà tôi lại nhìn thấy là họ đang tụ tập trên nóc ladder rồi. Với một quả lửa duy nhất như thế này xô ra cục Osea thì nó sẽ là hơi khó nha. Mặc dù là Moody đã chiếm được cục ladder thành công. Nikodot đang trách nóc tàu 6 và không có ai khi mà Nesut đang bắn rất lùi. Round thi đấu này thì các thành viên bên phía team Copenhagen Flame họ sẽ đi đâu đây? Đi về đâu hỡi em? khi đã mất người từ khá sớm Thôi xong rồi một smoke che lại vị trí ladder như thế này họ sẽ phải đợi ít nhất là tầm 20 giây nữa Nếu như tính thời gian chuẩn thì khoảng thời gian vào side sẽ là tầm 32 giây Nó sẽ là hơi chậm Số ra của Bob sẽ là những tình huống đầu skill chay Blit đang có một góc kế tốt với khẩu aug UG Là còn bật thêm Nhìn thấy súng. rồi Ui lộ súng kìa Và các thành viên của Nexus lại bắt đầu hơi rén rồi 30 giây nữa và NoDios đã bắn được vào đầu của BTN Blitz đã lên một vị trí đã khá đẹp Ông xe này thì sao đây Trước đó Blitz đã hạ của Axelius và xe có mạng ở vị trí của NoDios rồi nha Và bom xe à? không có bom nó khó là thế đó và bây giờ thì một đê một Ôi. đê sấy khô cả tóc chỉ rồi có một mạng nhưng đó lại là cái quát kill dành cho vị trí của xe rao thiêu chiến thắng thứ 9 dành cho bên phía team nê sút rồi bây giờ thì đấy như các bạn thể thấy rồi đó có dấu hiệu chơi game phát là mọi thứ nó khác ngay ông sao thì cũng đã bắt đầu gần chạm được cái mốc KPI là hai con số rồi và với việc Nexus đã có cho mình được khoảng mấy vài round thắng liên tiếp thì cô Flames đã quyết định là sẽ có một tình huống tactical timeout hợp lý thôi lượng tiền trên người của Copenhagen Flames là không có nhiều họ nên eco vào thiếu này họ eco rớt được vào một bom size nào đó đặt được bom nó sẽ là rất lợi thế chỉ cần đặt bom thôi là quá đủ rồi Một đi vẫn chưa thể bằng được những cái đồng độ của mình Ngày thi đấu ngày hôm nay thì có đang hơi ngược một chút xíu ngày hôm qua đốt thì nó không tốt Thì hôm nay anh đang thể hiện được sức mạnh của bản thân mình Có vẻ như là ngày hôm qua chưa tích nộ, chưa tích đủ nộ Ngày hôm nay khi mà đã có nộ rồi nó bắt đầu bộc phát ra Anh tưởng là nội tại ăn à, nộ hay nội tại em nghĩ nó cũng như nhau không anh Em thì hay đọc là nộ hơn Và chúng ta sẽ cùng xem nào với cái việc mà các thành viên của flame gần như không có cái mảnh vải trên người không có một chút giáp nào cả thì dự kiến ra một round thắng dễ dàng cho nexus tràn vào là khá nhanh Ở nha mình ôi. ôi ôi minh tham minh không được rồi giáp bi đã bắn vào vị trí của btn rồi btn đã chính thức ngã xuống blitz cũng đưa nico đốt trầu trời theo còn bây giờ là sau đây liên tục thì có đổi mạng thì của nexus và giáp bi với việc cầm được một khẩu súng to anh ta cũng đã bắt bắt đầu của blitz Bây giờ thì sẽ ấp tính móc sau đến từ sao Và bây giờ sao ơi Đây rồi bắt được súng đến từ với chiều sao Và trong ra từ anti này Nesut đã để cho đối phương cấu đi hai súng của mình Đặt bom thành công Của penal Flame ra từ sau sẽ full bài một cách đầy đủ bom mìn vừa thôi rất vất vả đến từ Nesut trong một round thi đấu mà đối phương rất nhanh nhạc bóng với chỉ một quả flash duy nhất thôi. Thì hai ông đứng ở tàu 5 và tàu 6 đã có những tình huống tay cầm bom sai tham minh liên tục có lẽ là những tình huống xâm chớp đã khiến cho các player Nexus phải cảm thấy giật mình. 11 Lợi thế gần như không nghiêng ở bên nào cả. Khi mà ra thi đấu này thì Nexus đầy đủ đồ. Của phe against Flame cũng tương tự mà thôi. Và lần này thì sao? Đã bắt đầu sang bóng xe B cùng với đó vì chỉ có xe lô rồi. Không còn bắn ở A như round trước nữa. Đã có sự tuyên truyền công tác đến từ nội bộ của Nexus. Và bây giờ thì Nesos họ đang bán một cái đội hình default trong khu vực xe A. À. Xe đang có một khó kê trước rồi. ra thiếu này là ra thiếu đoàn đến hai op đến từ bên phía team Nesos nha. Với tình huống lùi op nó cũng khá là cẩn thận thì xe hiện tại vẫn giữ cho mình một cái mạng. Và tạm thời thì con viên ngồi ở Kofergen sẽ có tầm nhìn trong khu vực bóng bom... ở trong khu vực IV. Và đang có tình huống lách like tả check lại. Những phút đầu tiên vẫn chưa có tình huống đầu rơi máu chảy nào. Vẫn khá là yên bình. Bò cục IV luôn đến từ Copenhagen Flame Và bây giờ thì Nesut không ai kê lại vị trí IV nha Tham Minh cần phải chuẩn xác đến từ bên phía của team Nesut Nào một quả lửa check góc nhưng có vẻ như đó một quả lửa check góc lỗi rồi Và với việc Bit đang có một góc kê đẹp ở đây và chưa kể là một khẩu họp nữa Xe có cho mình double kill Bit đổi một rồi 5 m hai dành bên viết Tim sút và bên giờ mút đi Góc kê trước này là đẹp đó Ô, Nhưng mà xe lô bắn là tay to hơn cơ Jappy nằm xuống rồi 5 thành viên Nê sút hạ gục 5 thành viên Copenhagen Flame Chỉ mất đi có 30 máu của Beat mà thôi Tình huống vừa rồi của xe thì hình... Đó là một tình bắn xuyên đôi Đúng rồi, một tình huống bắn xuyên đôi Khi mà bắn một phát mà Cái phần Q-Fit nó hiện phát cả hai thanh lên Thì chắc có vẻ xuyên đôi thật Chúng ta cùng xem lại tình huống này xem nào đây chúng ta đang nhìn thấy góc nhìn của xe và Boom Xuyên đồi rất ngọt của xe lô Một tình huống mà ông mút đi được kế trước Tuy nhiên thì xe lô lại bắn thẳng mặt ạ Tay to thế chứ lại Hạp bài đến từ Copenhagen Flame Và bây giờ thì điều hạp bài này Copenhagen Flame sẽ lại có nhiệm vụ đặt bom thôi Và lần này họ đang muốn đặt bom xuống B nhưng cho bóp xe B thì đang có BTN cũng như là sao ở đây Có hai quả lửa như này thì làm sao mà xô xuống được Các bạn ơi Rất khó nha Có một chút sự khác biệt khi mà cái round gần nhất của and Flames và Eco thì họ gần như là Glock Còn bây giờ thì họ có Deagle Hỏa lực được cải thiện một chút xíu À, các thành viên của Flame cũng có một lượng đồ đạc nhất định nha, khá nhiều flash và có hai quả smoke ném rất nhiều ra rồi và có lẽ sẽ sổ vào bom sai. Nồi đốt từ một bàn tay to nhưng sao cũng thể hiện rằng mình kỹ năng cá nhân tốt. Zappy cũng bắn vào đầu của sao rồi. Lại tay cầm bom đến các thành viên bên Vietnam sút và bây giờ thì Zappy có một quả smoke nữa nhồi vào gì như thế này nó sẽ rất đẹp. Celo đã bắn được qua rồi nhưng bây giờ thì Zappy có trong cậu M4 nào xe đổi một nhưng mà giáp B đang móc theo sau một mạng cái vị trí giáp bi rồi không có double kill yếu máu lên xe nhưng đây là một tình huống mà mút đi đang móc và nên hoàn toàn không hề biết điều này nha bom đang rơi chưa đặt thành công đến từ các thành viên bên phía team nên à, copenhagen flame một... nào bây giờ được ba ba giây sẽ xử lý như nào đến từ vị trí mút đi đây không ai biết của Thành viên cuối cùng bên phía team Copenhagen đứng ở đâu? Nào bây giờ nhìn thấy được một người rồi, mút đi được tìm người thứ hai. Mút đi ơi, bên tay phải và đúng là như vậy rồi, mút đi. Đưa tình huống về là 1v1 rồi. Đối phương yếu máu và đó là một tiếng class một v 2 đến từ đi Một pha di chuyển hack não Không thể trách được sút trong tình huống vừa rồi. Một pha class 1v2 là nó khá là dễ dàng khi mà các thành viên của Nexus cũng đã không lường trước được cái việc là đi sẽ móc như vừa rồi và cũng một phần nữa là cũng anh này cũng hơi hên di chuyển đang một khẩu lục bạc tự nhiên cầm được khẩu m 4 ra tự dưng nó cũng tự tin hơn hẳn round đi đấu từ 24 vẫn chỉ là cách biệt một round thi đấu thôi hai bên thi đấu rất căng kèo từ first half cho sang đến cả second half nữa và chúng ta hãy cùng xem nào bên phía của blitz đang có một khẩu aug x 2 zoom sẽ là có những cái lợi thế với nhất định với khẩu aug này nha bắn đứng từ xa mà sấy sẽ là rất sướng và bây giờ thì các thành viên bên phía của again, Flame lại tụ tập nhau trên cung đường cao B rồi. Có vẻ như họ đang nghĩ rằng là đánh vào B dễ quá nên là liên tục muốn đúc vào B ư. Ừ. Quắc toàn bộ huynh về khu vực cao B rồi nha. Bom xe B hiện tại chỉ có mình vị trí solo của Sao và Sao đang là player bắn hơi thọt của bên phía team Nesut. Cũng có bắn thể... 24 round rồi mới chỉ có 10 mạng thôi. Cũng có thể là các ông Copenhagen này ngửi đến cái mùi chỉ có một người solo B nên là quyết định sẽ chơi ra kiểu lấy thịt đè người. Chúng ta cùng chờ xem một đi đang kề một góc khá là cẩn thận Và các thành viên của Nexus thì họ có vẻ cũng không có dấu hiệu gì đang muốn bách back về bách cắp cho các anh chàng sao này cả <laughs> Đây rồi, bắt đầu trả đồ ra Nodius đang dần dần chiếm lại khu vực Ivy sẽ chỉ là một tình huống fake khúc IV đến từ các thành viên bên phía team Copenhagen Flame thôi. Đi qua nhau như chưa từng quen, liệu rằng có nghe thấy không đây? Có nghe thấy nhưng cả hai bên đều nghe thấy nhau và cuối cùng thì Nodius bắn tay to hơn. Sao solo khu bom CB và đổi một, nhưng mà có một vị trí tăng di chuyển rất đẹp đó là Jabby rồi. Nào bây giờ flat để cho người ở khu vực Z lao ra pick người nhưng mà không pick được ai cả. Jabby đang có khả năng có mạng nha 4 vết 4. Nodiot vẫn còn đang đi bài tơ và bây giờ sẽ là tiếng đi bài tơ đẹp đến từ Nodiot và đây rồi đó là mạng rất nhiều mạng giáp đi sao ra xin liền và đây là Blitz Blitz có double kill rồi thôi xong rồi đây của bom không đặt cho pha after plan đến từ vị trí của Nodiot quả bom này nó sẽ kết thúc được Blitz hay không không kết thúc được Blitz rồi nhưng mà Nesut thì lại gỡ bom được luôn Thôi đáng tiếc dành cho những thành viên đứng trong bom đến từ Copenhagen Flame họ dạ. chỉ đổi được có hai tình huống vừa rồi mà thôi cả thành viên của nacers có thể nói là bắn rất tốt trong tình huống vừa rồi và chúng ta cùng xem lại nào đây là một tình huống bước qua nhau như chưa từng quen rồi sau đó lại quay lại có vẻ như là Nodius đã nghe được cái tiếng chân quyết định sẽ quay lại để thám tính trong tình hình gì đã xảy ra nicodot rào thi đấu này hơi hơi bị uh... cái, cái 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 cũng có một câu nói gì mà kiểu uh... à đúng rồi suy nghĩ, nghĩ nhiều suy, suy nghĩ nhiều đốt vừa rồi chỉ cần ngồi kê lại một đường mà thôi Vừa rồi Nico đốt kê đến hai đường hỏi sao Ne vẫn có thể đục thủng được cục bom xe bề mặc dù là vị trí của Copenhagen Flame đang là khá đẹp. Và đây rồi chúng ta có xem là Nodiot chạm vào flash để khuấy động khu vực IV. Câu một chút những sự chú ý những thành viên này rồi sau đó là quyết định chạy về thôi. Trong khi đó thành viên của Nexus họ đã tràn vào trong sai rồi. À không phải đó là thành viên của Copenhagen. Nào và sao không thể làm gì được nhưng sẽ bị và tiếp tục là xe nữa xe một cái double kill btn đã bắn được vị trí của giáp bì tình huống đưa về là hai vết bốn của phe đang thua người bom rơi vị trí siêu xấu và bây giờ thì xe đang di chuyển đẹp nha xe có khả năng sẽ có mạng ở đây và bây giờ thì xe di chuyển quá khéo đến từ xe rồi góc này sẽ ít bị trách vào và đó là double kill đến từ vị trí của xe Nesut vươn lên dẫn trước với tỷ số là 13-12 nhưng tôi không hiểu sao là anh chàng xe có thể làm được đến đôi trong tình huống vừa rồi một tình huống một cái dinh. tình huống mà bắn người ở khu vực tàu 2 sao solo bom sắp b chỉ đổi một thôi rồi sao đang vâng dùng lên chỉ tay lần đầu đúng chơi game là phải dùng trí không phải chơi game để bằng tay được và có vẻ như là sao đang đúng là cái người chơi game bằng não thật rồi khi mà cái kda của anh ta đang là yếu nhất chỉ có 12 hai mạng thôi trong khi nhìn thế kia à cũng chỉ thua mỗi ông BTN ông BTN cũng 13 mạng tốt hơn sao có chút xíu còn lại à, là Blitz 19 mạng xe 20 rồi xe lô 22 cũng gọi là cũng có những cái sự ganh đua nhất định trên các bạn xếp hạng frag bên phía của Nexus còn bên kia thì sao đây một đi vẫn chưa thể bật lại được cái chế độ siêu say nhà mà đã làm được vào ngày hôm thì hôm qua 13 12 dành cho bên phía <laughs> Nesut và họ đã vươn lên dẫn trước rồi. Copenhagen Flame trong round thi đấu này họ vẫn full bài được nhưng đây là round thi đấu full bài yêu sung đến mút đi và Nodiot hai ông này chỉ phải chấp nhận chơi với một khẩu Mark 10 cũng như là khẩu Gali mà thôi. Bom lại được di chuyển một lần nữa lên đường B rồi. Copenhagen Flame liệu rằng có phải đang muốn chơi cối trần trận huyền thoại ở khúc bom CB hay không đây? họ nghĩ rằng là chỉ một mình vị trí của sao đứng đây có vẻ sẽ không thì có lẽ là sẽ không vấn đề gì thì cũng đúng và nãy họ đục vào bóng sai b thì cũng thủng là khá nhiều tuy nhiên thì thật sự các thành viên Nexus back up lại thì mấy ông của phe Genshin lại không giữ được cái lợi thế của mình và đây rồi sẽ buông một quả smoke ra Buông thêm một quả flash nữa và tình huống của sao có vẻ như nó quay mặt đi nhưng một quả lửa trả vào là rất kịp thời rất đúng lúc và tạm thời cô vẫn chưa chạm vào được Nhưng ở dưới thì đã vào được rồi Tuy nhiên thì BTN đã cho ra bị ăn kẹo BTN có double kill sao cũng khó mạng luôn Sao nào có muốn làm thế bạn nữa không đây một đi đã bắn được BTN rồi Xe lộ vào vị trí của đi và Nodius Và sao cũng đã phải thi nhau Làm có mạng rồi làm năm xuống nữa 14-12 cho Nexus 14 12 bên Vietnam suốt Với khoảng cách bây giờ là hai round Sao đang gáy rất to Đúng như cái tên của anh Ai à, chà ông này chắc là thần tượng Cavani em ạ <laughs> Cavani là kéo cung Không, trước Cavani cũng là một tình huống ăn mừng theo kiểu bắn súng như vậy oh. Nhưng mà sau một lần bị uh, Liên đoàn bóng đá Pháp phạt Thì anh chàng uh, Cavani đã bỏ cái phong cách ăn mừng đó Đến với rào thiếu tiếp theo đến từ Copenhagen Flame rào thiếu này còn yêu súng hơn cả rào thiếu trước hai mark 10 được lên đến từ Copenhagen Flame Và bây giờ thì có vẻ như là một tình huống rất bê rồi Sai thăm mình đến từ sao và bây giờ thì sao ơi Cần phải đổi ít nhất là một mạng rồi bây sao lại chết chay rồi Gáy to này, gáy to nữa đi để rồi cuối cùng có làm được gì nữa đâu và đó là tình huống bắn tốt thì nha bắn rất cảm giác và btn đứng trong sổ mốc nhưng vẫn phải lên bảng trầu trời thôi và bom đã đạt thành công thôi đi xếp súng một round thi đấu thực sự phải gọi là siêu tốc 13-14 ba mười bốn cho bên phía team copenhagen flame và bây giờ thì lượng tiền trên người của các thành viên bên phía của team Nesus Round thi sau Với việc xếp ba súng như này họ vẫn sẽ full bài được thôi Nesus đưa ra quyết định xếp súng rất là nhanh Có vẻ như là cái lối chơi mà cứ theo kiểu rớt thẳng Nó lại đang mang đến những sự hiệu quả nhất định Không cần phải màu mè hoa la hẹ gì cả Cứ thế mà là vào thôi là dễ nhất Đã dễ rồi lại còn đã dễ đánh, dễ ăn Và trúng thưởng thì lại còn rất to nữa 13, 14 Chỉ có một một round nữa thôi Là cô Flames sẽ gỡ hòa Và cũng chỉ một round nữa thôi Nếu như Copenhagen Flames giải chiến thắng Thì họ sẽ vượt lên dẫn trước với tỷ số 15, 14 Liệu rằng họ có làm được điều đó hay không đây Bắt đầu round đấu Ông sao này có lẽ là Thi đấu người chơi hệ cổ vũ là nhiều còn ETN thì chắc là sẽ đóng góp tích Hay còn có cái tên khác là đội trưởng đội gáy thuê đấy <laughs> Vâng bây giờ thì sao đang phải bắn chắc cú rồi Trả một quả smoke ra trước rất sớm Mặc dù mới chỉ nghe một tiếng thôi Liệu rằng xe có xin quả flash của vị trí số 9 để đẩy hay không đây Xe lâu có đến hai quả flash nha Tuy nhiên thì các thành viên của Copenhagen Flames trong round này thì họ cũng không có để ý gì nhiều khu vực IV cả Vì họ lại muốn đánh vào khu bom side B rồi Bắt đầu ném bài xuống khu bom side B đến từ Copenhagen Flames Và bây giờ thì BTN đang bắn cặp cùng với ở vị trí của sao Nhưng liệu rằng đây phải tính fake hay không đây? Vẫn đang có người ở ladder kìa có thể là fake thật khi mà đang có có vẻ như là đang chạy lại đội bom xe A kìa một người tí mịn nhưng sao đã thể hiện rằng chỉ là tai nạn mà thôi sao đã có mạng rồi Asylum và blitz cũng thế và đó là ba mạng liên tục trong nách sợt nhà một đi cũng đã có đúng mạng chỉ blitz chỉ còn một mình chỉ một đi rồi thôi một đi cần phải bật được chế độ gọi là đẳng cấp của mình nhưng mà sẽ là hơi khó ấy nha kiểu quả bom lại đang rơi rồi một đi trả ra quả smoke để đi nhặt bom nhưng mà trong ladder có người đó là vị trí của anh chàng btn nào bây giờ btn có can tham mình để đẩy theo hay không đây 35 mươi lăm giây một đi có phải đang muốn đặt bom cho quả smoke này không, Không Mút đi hoàn toàn hủy đi. Có quả smoke và về khu bom xe B nè Mút đi spam chết được một người rồi nhưng mà lại hở lưng. Mút đi còn sau máu 6 máu chạy về bom xe B nhanh nào, nhanh nào. Run 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 run. Ba chân bốn cẳng chạy về. Rất bất chấp và bây giờ của Nexus cũng vẫn đi về theo và có lẽ họ sẽ nhả cho bên phía của Cofair against Flame đặt được quả bom này. Nhưng mà Mút đi lại yếu lắm rồi, chủ 99 rồi còn gì nữa. Và bây giờ thì mọi thứ cuối cùng đã kết thúc rồi. Cứ thông thả đòn đả mà gỡ bom. Chứ bây giờ mà bảo là mải nhặt súng, mải shopping mà thua nữa thì thôi. Cũng chả có gì để nói. 14 đều dành cho bên phía team Copen Ờ à, rất xin lỗi anh em, rất xin lỗi anh em. 15 15 13 dành cho bên phía team Natus. Đang nhập tâm trong ngày công của comeback quá. <laughs> 15 13 dành cho bên phía team Natus và bây giờ thì Copenhagen Flame sau tiếng có đặt bom vừa rồi. Họ có thể full buy được. Nhưng đây sẽ một round tiếng full buy gần như là cuối đời của họ nha Và bởi vì Nexus đang thắng là 15-13 Chứ không phải là 15-10 Cho nên khá là tự tin là Nexus sẽ ăn được round thi đấu này Còn nếu câu chuyện là 15-10 thì Có rất nhiều những cái aura từ hôm qua đến hôm nay rồi Thì có lẽ là hơi khó để dự đoán Đã bắt đầu ném đồ, ném rất nhiều lửa, rất nhiều flash được trả ra Nhưng Asylum đã có mạng và Nodius cũng bắt đầu của Nodius luôn Nodius đã có thêm cái double kill rồi Xe hạ mục và Nodius có triple kill Ôi trời ơi nhanh thế nhỉ Và có vẻ như tôi đã dự đoán sai rồi Bây giờ sẽ là tình huống Một vẹn bốn từ cái chẳng sao Vâng ừ. Đội trưởng đội gái thuê là phải đi làm tất Phải đi dọn dẹp tất cả những gì mà người Và những người đàn anh của mình đã gây ra Bắn Ôi... như thế này thì nó sẽ là dễ có overtime Dành cho Copenhagen Flame cũng như Nesut Bắn như này rất dễ để có overtime Ôi, ngày hôm nay tôi có ước có overtime đâu mà sao các anh lại cho tôi overtime thế này Chúng ta cùng chờ xem mà liệu có overtime thật hay không Lượng tiền của Nexus trong round sau Hơi hẹo Blitz không đồng, Celo không đồng Nhưng vị trí của xe và sao Nếu như xếp được thì vẫn có thể drop cho những người đồng đội của mình trong round sau Nào, sao, ui, lại còn no scope nữa Hết rồi, hết rồi 14 15 dành cho bên viết team Copenhagen Flame và đây sẽ à, thứ thứ 30. Round này nê sút hết tiền. Cái ông nê sút này cứ lúc nào mà lên mát poi trong hình như có vẻ là lúc đó sẽ bắn long lỏng tay và để cho đối phương gỡ hòa phải mấy lần rồi. Rất nhiều lần chúng ta không thể đếm nổi từ hôm qua cho tới hôm nay. Và Nexus đã buộc phải có quyền tactical timeout để cho các player có thể gọi là định thần lại xem mình đang ở đâu mình cần phải làm cái gì để kết thúc rào đấu một cách nhanh nhất bên phía của cô chắc chắn rồi không có gì phải ngại cả full bài là rõ rồi năm khẩu ak với một khẩu ôm cho cái đấu bên kia sẽ là những khẩu súng lục và chỉ có hai khẩu súng to thôi đó là một khẩu m bốn với một khẩu ốp mới... Sao thì có vẻ như là cũng được drop cho một khẩu MP9 Và đây rồi chúng ta sẽ đến với round thi đấu cuối cùng Để xem nào 16, 14 hay là 15 đều Vẫn có hợp đến từ vị trí CL Để vào round thi đấu bài cố nên sút và họ không có một cái kit nào cả Xe cần phải bắn tốt Khi mà chàng xe có một khẩu M4 và CL Lại có hẳn trong một khẩu AWP nha Nét và lửa được trọi xuống rất kỹ càng để check góc đến từ Copenhagen Flame và bây giờ đây là một tính nhảy chồng người rồi nhảy chồng người chúng tôi này xe đổi một trước khi cũng đều phải mút đi cơ hội vẫn đang chia đều những cả hai bên ít nhất là cũng vẫn đổi được một chứ nếu tình huống vừa rồi mà không đổi được mạng nào thì nó lại quá là khó khăn khó khăn trồng chất khó khăn mà không phải ông nào áp lực giỏi thì không chơi được đâu và thay cho vị trí của xe sẽ đang chẳng bleed sẽ vào khu vực ladder Copenhagen Flame đang muốn sổ ra bom xe A nhưng ở đây thì xe lâu không thể đổi hai rồi góc bắn khó xe lâu xe lâu đổi được kịp được hai nhưng nằm xuống hai mút đi thì cũng đưa về là hai vết hai rồi mút đi là kê móc rất tỉnh táo và bây giờ mút đi bắt được vị trí btn rồi đây là một tình huống mà đồng nghĩa biết việc là khu bom sẽ clear sao đang di chuyển là khéo nhau bây giờ thì sao biết đối phương ở đâu rồi 45 giây sao ơi đang phải vào tầm cân để bắn nhưng mà không được rồi sao có một cách xử lý khác đó là trốn đi mà thời gian vừa rồi không phải là 45 giây mà đó là 15 giây Sao chỉ cần trốn quanh cái vị trí săn quick thôi là thừa để thắng Tôi thề Và đó sẽ là 15 đều Chúng ta sẽ nghỉ ngồi ít phút trước khi vào overtime nha anh em Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với ra thiếu pistol thôi Không phải round thiếu pistol mà đó là ra thiếu full bài của lượt overtime Cô ben AND Flame và Nesut giành giật nhau từ nãy giờ tôi cứ nhầm mãi với cái thế trận rằng co của họ mà đã tạo ra mà thôi Bắn có thể nói là rất ngang kèo Hết nước chấm đến từ cả hai bên Chưa biết là bên nào sẽ ăn được bên nào đây Xem nào rất nhiều đồ đã trả ra Cũng là điều đương nhiên thôi Họ không có gì phải sợ hãi gì cả Và đây rồi xe lồn tình huống kê ốp Rất kinh nghiệm Và một đi đã phải nằm xuống rồi một đi đã cân bằng được cái tỷ số 20 20 20, 20 giết và 20 uh, chết rồi Bây giờ thì vẫn còn đó là xe Ở vị trí IV cùng với một khẩu ốp khác Liệu rằng với khẩu ốp này Thì xe có thể đổi được cho mình được một mạng hay không đây Đang có lợi thế hơn người đến từ nè sút Không việc gì phải vội vàng cả Xe chắc chắn sẽ muốn ăn thêm ít một mạng nữa trong round này Để có 2-3 kill bằng với số tuổi của anh cũng là 23 tuổi. Tạm thời thì lợi thế đang là 4 vs 5. À đúng rồi, lợi thế 5 vs 4 cho bên phía của Nexus. Chúng ta cùng chờ xem nào, cô phê again họ vẫn chưa lộ ra ý định sẽ đánh cho bóng xanh nào, vẫn là hai người ở A và B. Ôi rồi ôi cái gì thế này? Blitz đặt đục trên Nodius rồi. Nicolas cũng bắn được Blitz luôn. Và sao cũng đã nhìn thấy những cái điều gì đó sẽ trả nó vào flash ra thôi. BTN đang móc sau và bom đang được đặt rồi. Và bom có vẻ đã là thành công Ông Sao đang đẩy lên Sao xây xây Và có mạng siêu giáp Bì rồi Asylum cũng yếu máu Nhưng Asylum vả bom của Sao ạ à? Bây giờ thì đang có một người Chạy về thúc IV Đó là vị trí số 7 của BTN BTN và Celo sẽ có một tình huống 2 vết 2 Nào Celo hạ gục đi Asylum rồi Có smoke và có kit nên trả ra nha Nocodiot đang muốn nhảy xuống và bắt thăm binh đẩy xuống nào và bây giờ thì không được rồi Spam với khẩu bọp không khác gì là vô vọng đến từ anh chàng này mười lăm đến từ bên phía team Nesut trong tình huống vừa rồi thì ông Nicodo cũng đã đoán sai vị trí mà cái người gỡ bom đứng cơ cũng dễ hiểu thôi đó là một khoảng vị trí cũng khoảng không gian cũng khá là rộng đục chúng ngay phát đầu tiên cũng không phải là chuyện đơn giản và với việc được cộng rất nhiều tiền thì sẽ không việc gì phải ngại ngần cả sẽ liên tục như một full buy thôi từ giờ cho đến hết round từ giờ cho đến hết cái game này luôn Nodios bên phía Copenhagen Flames đang thực sự là người tỏa sáng nhất trong khi đó bên phía của Nexus là vị trí của Celo. Rớt khu vực bom xay A đến từ Copenhagen Flame rồi, rớt từ cả mid cũng như ladder. Nhưng ở đây BTN đổi một blitz nằm xuống, giáp bị có cho mình double kill mút đi hạ đi một người. Ba người bom xay A của Nexus chỉ đổi được có một thôi. Nào và bây giờ thì với quả lửa này nó cũng sẽ không phải làm gì thêm đâu. Celo và sao sẽ retake trong tình huống 2v4 được quá khó. Sao nằm xuống một chiếc kill đến từ Jappy. Celo lô vị trí của mình với cái mạng của anh chàng Jappy đổi nhưng một vết ba hơi khó nha. Celo đã bắn khá là tốt rồi nhưng mà thôi. Có lẽ là nên đi xếp thôi và không xếp được luôn khi mà vị trí Nodiot thực sự đang bắn rất bay. Có vẻ như là một đi là hơi mệt Để bắt đầu nhường những sự tỏa sáng cho người đồng đội khác khi mà một xem nào hoặc không người đang bắn yếu nhất bên phía cô Flames thì lại AC là đi cô đốt nhưng nhìn chung thì các này viên cô đang bắn với nhau là khá đều bên phía bên Nexus mới là một sự chênh lệch rõ ràng như kia BTN và sao hai ông 17 mạng và ông C thì đã bắn đến 30 frag rồi bây giờ thì sẽ đến rào thiếu thứ ba của lượt Overtime thôi Xê lâu lại một lần nữa pick được người và bây giờ quả flash đẹp ra là đẹp nô no spray transfer làm đôi Ông này đi chợ à, Japi ừ hạ công việc blitz thành công Xe spam xuyên smoke làm một nhưng đi bi hạ gục ngay bởi nô no Chỉ còn một mình sao thôi, trong một tiếng 1 vẹt 3 ở khoảng gian 1 phút 30 giây quá khó Nào, người chơi hệ cổ vũ lại có chống trả lại được ba con quái thú ở bên kia hay không Có thể thấy rằng những tình huống mà Nicodot buff flash support là rất hiệu quả từ nãy đến giờ rồi ông đi có đốt này hôm nay thực sự là khá là khét nha. Có vẻ như là không thể hiện quá nhiều những pha bắn, không có quá nhiều mạng nhưng mà những pha support của anh này là rất chất lượng. Chúng ta sẽ cùng sang cái uh, loạt second half của OT 1 Hai bên sẽ đổi sai cho nhau. Cofegean Flames chỉ cần hai round nữa thôi là họ sẽ giành chiến thắng. Hai round nữa thôi, hai round nữa thôi. Và bây giờ thì Các thành viên của Nesut Liệu rằng họ có tiếp tục Để cho đối phương vượt lên dẫn trước hay không đây Copenhagen chỉ còn đó là hai round đấu nữa thôi Thì họ sẽ giành chiến thắng Như cái cách mà các thành viên Team Copenhagen Flame đã làm vào ngày hôm qua Họ đã vượt được 5 match point Và giành chiến thắng với tỷ số là 19-16 hai khẩu sẽ là một setup đẹp dành cho Copenhagen Flame. Nexus thì họ cũng chắc chắn là không muốn để thua cái map đi trên này đâu khi mà map này thì gọi là một trong những map mà thực sự Nexus bắn rất là tốt. Hai lần trước khi mà gần đây vừa rồi đây thì họ cũng đã chiến thắng trước Offset cũng ở map đi trên. Ngày hôm qua thì các thành viên của Nexus họ cũng thắng Copenhagen ở map đi trên luôn. Vâng, Đấy. giao tranh xảy ra rồi. Sa và Blitz mỗi người đổi cho mình một mạng với đội tình huống về 4 đánh 2 dành cho bên phía team Nesut. Lại khó thành Copenhagen Flame rồi nên đi xếp súng những chú những chú Copenhagen Flame ơi. <laughs> Copenhagen Flame này như trước là tiền thân của bên phía team uh... Không không không. Cái cái tên này của Copenhagen Flame hình như trước là của Copenhagen uh, Hoop. Oh. Team trước mà đã từng có một thời gian Gravel thi đấu cơ. Và đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhìn xem nào với hai khẩu súng và sẽ là đi xếp bên phía của Modi và Asilian thôi cả hai người đều đang không là chính mình nên có lẽ họ cũng sẽ không đủ tự tin để có thể làm một pha chơi lớn trong cái tình huống này và đó sẽ là một cái round thắng cân bằng tỷ số là 17 đều cho Nexus mà thôi Bom sẽ nổ rồi và tỷ số là hòa dành cho bên phía team Copenhagen Flame như vậy là xe đã lên được 23 mạng và đã đạt được cái 23 tuổi của mình chỉ cần sao và btn thì đấu tròn vai không chết cháy quá sớm thì chắc chắn nexus sẽ bắn dễ hơn là rất nhiều sẽ là một round thi đấu với các thành viên bên phía team Copenhagen Flame phải đi cẩn thận một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho Copenhagen Flame đã vừa đến trong ra thiếu vừa rồi. Và... nào sẽ là những tình huống ném bài rất đi phâu ra khu bom xe à đến đây sút thôi. sao đang di chuyển ở đường cao bên, cực kỳ tự tin và một phần nữa là súng ống ở bên phía ở bên phía city nó đắt hơn với tỷ xài nhà. cho nên là kinh tế chắc chắn là bên phía Copenhagen Flame sẽ là người bị ảnh hưởng hơn rất là nhiều nếu họ mất quá nhiều súng. nhìn xem bây giờ Ninja còn có 300 tiền từ đây này. Ở à, đây rồi Zabby đứng ở dưới ladder và kê lên bắn yếu đi một chút xíu máu Chứ vì có thành viên Blitz Tuổi trẻ bắn cũng khá là tín Chúng ta cùng xem nào Các thành viên bên phía của Nexus họ đang có hai người trên khu vực Ở khu vực chuẩn bị đánh bóng sai B Đó là vị trí của Sao và Celo Nexus đang muốn đánh ra khu bom B rồi nhưng trong bom xe của cô Flame đang có Nodios cũng như là vị trí Nicodot ở đây. Smoke che tầm nhìn nhưng bây giờ thì Nikodos đang muốn đổi đi một hướng khác góc flash được ném xuống khu vực b sẽ là không mù của anh chàng nodios đúng là như vậy rồi nhưng mà anh chàng chỉ đối có một mà thôi nicodos bắt đi vị trí liat rồi không được chết đến từ ngón này đến từ nodios cả nodios và nicodos đều đã lên tiếng và chúng ta cũng xem nào Xelo thì cũng đục qua tuy nhiên là rất tiếc là không trúng ai cả một viên đạn bay thẳng vào hư vô và đây rồi Acidus mặc dù bị mù nhưng vẫn hạ gục được vì chỉ có xe lô nha. Bây giờ là 4 v 2. Quá quá nhiều lợi thế cho Copenhagen rồi và thế là 4 vệt 0. 18-17 cho Copenhagen Flame. Match point đây rồi. 18-17 dành cho bên phía team Copenhagen Flame và một round thiếu nữa thôi. Copenhagen Flame sẽ giành chiến thắng. Nhưng tôi không nghĩ rằng là họ có thể giành chiến thắng được ở trong cái loạt overtime thứ nhất này đâu Khi mà vẫn là một team bắn gọn đáng gờm nha Nexus chắc chắn là cũng không muốn buông xuôi Nếu như Nexus giành chiến thắng thì đó sẽ là cái OT2 Chúng ta cùng xem nào Set up high off rất cơ bản từ Coffee against Flames đây rồi, vẫn rất nhiều đồ được trả ra bóng sẽ A từ sớm và BTN đã tanh vào rồi Anh ta đang đứng ở vị trí all -off. Khá là đẹp và bây giờ thì AC vừa bị phát hiện ra rồi Nhưng AC vẫn kết thúc được xe kia Lợi thế hơn người đến Copenhagen Flame Bây giờ là lợi thế hơn đến hai người nha Cần phải tận dụng được đến từ các thành viên team Copenhagen Flame Và bây giờ thì mút đi Nhìn thấy cái chân của xe lâu rồi Round này không chiến thắng nữa thì là round nào đây Chỉ còn lại một mình vị trí BTN thôi Và GG Well Play 10-9-7 dành cho Copenhagen Flame Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi và cô Flame đã giành chiến thắng với số là 19-17, cách biệt là hai round thi đấu. Vâng, vậy là mắt đầu tiên trong trận thiếu bò ba giữa Copenhagen Flame và Nexus đã kết thúc rồi. Nexus đại diện đến từ Romani đã để thua trong lượt overtime và bây giờ chúng ta chúc cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến những diễn biến tiếp theo của mắt thứ hai.